hàng Lẩu Nấm Gia Khánh, số 2 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Ekip chương trình Camera Dấu Kín đang chuẩn bị dàn dựng một tình huống tại đây. Được một người bạn đồng nghiệp mời đi ăn trưa, Vân Dung vui vẻ nhận lời. Cô không hề biết một tình huống của Camera Dấu Kín đang chờ cô tại đây. Bối cảnh của chương trình là hai phòng ăn được ngăn cách qua một lớp kính mờ. Theo kịch bản, diễn viên của chương trình sẽ chỉ nhầm phòng ăn để nhân vật của chúng ta chứng kiến tại phòng bên cạnh với những cô gái đang đếm rất nhiều tiền. Vâng, một câu cảnh báo khá hài hước dành cho các cô gái. Cứ ngồi tí nữa rồi bảo nhiều bạn. Em ơi, em mang chị mấy món đấy. Đây có bận không chị Dung? Mà em công nhận nhá, tính chị Dung ở bên ngoài, em nghĩ, tức mà chưa gặp chị, em nghĩ chị là phải sôi nổi về giày kia các thứ ấy, lên sân khấu rõ quậy ấy nhá. Chị ơi chị, bữa tổng táo quân này có vất vả không? Mà một cái chương trình này quay bao nhiêu lâu xong? 4 tiếng xong á? Một hai. Đây chị. Hai diễn viên tiếp theo đã xuất hiện. Chị ăn cái này ngon chị này, xịt bà. Với dáng vẻ và hành động khả nghi, hai diễn viên đã thu hút được sự chú ý của Vân Dung. Quan người kia xuất phát nha. Chuyện không hay trên phòng bên, nhân vật quan sát tình hình qua vách kính mờ. Có nhận ra anh không? Có nhận ra anh không? Bây giờ đi đâu? Những tiếng động lạ cùng hành động khả nghi và rất nhiều tiền, logic các tình tiết cùng với kinh nghiệm của bản thân, Vân Dung quyết định đổi phòng ăn xuống bên dưới. Đây là một quyết định bất ngờ của nhân vật làm ekip chương trình không kịp trở tay. Theo yêu cầu của đạo diễn, nhân viên nhà hàng đã thông báo cho Vân Dung là nhóm khách đầu gối kia đã đi rồi, để Vân Dung quay lại phòng đặt ban đầu. Hai kia hết rồi.
quên đồ trên này chị này. Và tình huống của camera giấu kín tiếp tục được thực hiện. Cổ chạy lấy người đấy. Bất ngờ, hai diễn viên trong vai đầu gấu quay trở lại phòng ăn của Vân Dung. Này em ơi. Đấy, các chị mà nhìn thấy em thì mà trông hoảng hốt đấy. Làm cho chị hốt cả là hoảng rồi. Đâu có gì đâu, cái cốc nó rơi. Không, chú làm. Cốc nó rơi. Chú làm cốc rơi, làm chị giật tật là mình như thế nào. Đi đâu anh ơi, nhưng mà có việc gì không ạ? Đi đâu hết rồi. Nhìn rất quen nhỉ, đúng không? Vân Dung không nhỉ? Đúng rồi, nói chuyện chị bỏ kính. Nghệ sĩ Vân Dung đang tỏ ra rất khéo léo và thân thiện với anh chàng đầu gấu. Có việc gì không hả anh? Mình nói chuyện nghe chị. Em chẳng nghe gì. Nhìn thấy gì vậy? Em chẳng... chị chỉ nhìn thấy các chén thôi. Không nhìn thấy gì vậy? Các chị có gọi điện cho ai không? Gọi điện cho ai? Chị hỏi chị sao lại chị thấy cái toàn gái mà không thấy cái cốc nó rơi không có gì đâu, các chị chưa gọi điện cho ai gì ạ? Không. Chụp cho anh Kiều Ảnh, chị có thể chụp cho em xin Kiều Ảnh không? Xin Kiều Ảnh. Xin Kiều Ảnh, chụp cho anh Kiều Ảnh. Biết nổi tiếng chụp ảnh. Chú phải bỏ kính. Không, em. Chú lại cứ để kính này chứ giờ. Đúng vậy, chị vào nhầm phòng đấy chứ, chị vào phòng của chú đấy chứ. Nhìn thấy hai cô. Cái gì đấy? Chị hoảng hốt, chị cứ đi. Nhân vật của chúng ta đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh khi bất ngờ gặp gỡ những người bạn không mời mà đến này. Nhiều tiền lắm. Cái gì vậy ạ? Cái này là của bọn em, có việc. Chắc nhiều tiền lắm nhỉ? Người nổi tiếng này có nhiều thời gian dành cho gia đình không? Có thời gian dành cho gia đình nhỉ? Ngồi đây. Ông đi vệ sinh. Ngồi đấy. Em đi vệ sinh. Không sao, có vấn đề gì không ạ? Cầm. Em vào này muốn nhờ chị. Cái gì sao hết là mình. Cho em xin chữ ký được. Em là Sẹo. Sẹo đấy, em bọn nó hay gọi em là sẹo rồi. Thân tặc sẹo. Được không? Chào chị số điện thoại nhé. Anh ơi, em đi vệ sinh một tí được không? Em ngồi đây. Sao đi vệ sinh? Em buồn vệ sinh. Sao hồi đấy các chị lại thấy bọn em, các chị lại chạy đi đâu hết anh ạ? Chị hỏi em. Đi lên đây ngồi ăn từ trên dưới bên kia, các cháy nó sủng soảng đi theo em thì chị có ngồi được không? Nó chị rơi, nó bảo em nó rơi. Thế tại sao lại hậu động thế? Ai biết đâu ở đấy, nó rơi, rồi va chạm nó rơi vào rồi. Cảm ơn chị nhé. Cảm ơn chị rất nhiều. Số điện thoại của em á. Đó là của em á. 090. 090. Thế chị đi một chiếc xe không? Sẹo không? Em nhiều lắm. Các chị giật mình thì để xin lỗi thì em xin tặng chị món quà. Em xin tặng chị món quà. Bọn em vừa mới thay bắc về mà biết chị vừa nãy bọn em đang có việc bên kia, bây giờ mới nhìn thấy chị. Máu kia bây giờ mới nhìn thấy chị. Không, em ăn được đạn. Không cần quà đâu, em không cần quà. Không được đạn, không được đạn. Em làm xong đây chị không ăn được. Chị yên tâm. Bọn em phải đi rồi, bọn em lại phải ngược lên trên kia bây giờ. Bọn em cũng là một cái fan của chị chứ đâu. Anh em không cần đâu, em cần quà thôi. Không có súng.
cười với chị nghe được rồi đấy. Em hỏi lên từ đấy. Bọn em nghề của bọn em mà không được. Em chỉ cần quay em cười với chị là chị đã thấy vui rồi. Đây. Chúc mừng chị là nhân vật của chương trình Camera Giấu Kín. Vâng, đây là tình huống của chương trình Camera Giấu Kín. Xin chúc mừng nghệ sĩ Vân Dung đã trở thành nhân vật của chương trình. Thay mặt chương trình Camera Giấu Kín đấy, xin cảm ơn bố ạ. Nói chung là bất cứ một tình huống gì thì tất cả chúng ta đều phải bình tĩnh. Và tóm lại là mình phải biết mình là ai. Khi mình biết mình là ai và mình đang ở một vị trí nào thì mình sẽ xử lý tất cả mọi tình huống rất ok. Cảm ơn chị và một lần nữa chúc mừng chị là nhân vật của Camera Giấu Kín. Trong cuộc sống luôn có vô vàn điều bất ngờ, những tình huống bất ngờ, những cuộc gặp tình cờ, những niềm vui hay những mất mát không ngờ. Thế quan trọng là chúng ta hãy luôn luôn đối diện với chúng bằng sự khéo léo, bình tĩnh, cùng với sự nhạy cảm, quan sát tinh tế, thì những điều tốt đẹp sẽ luôn chờ chúng ta ở phía trước. Cảm ơn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tình huống khác của Camera Giấu Kín.